Mở cái microphone lên thì Dạ, thầy nghe rõ rõ. được. Quý vị bệnh nghe được ha. Dạ. Thôi, trong khi chờ đợi mà bệnh họ làm lễ để đến cái phiên mà chúng tôi giảng pháp á, thì giờ để quý vị ở đây hỏi ha, có câu hỏi gì ha, cô Khương có câu hỏi gì không cô? Cô Dạ, thưa thầy, con không biết được mấy những cái ông người ta hay nói về thầy vị thầy được biết minh tuệ đó, tu theo khổ hạnh được làm nên không muốn đề dạng như là thất vọng gì đó là đúng hay là không. Vâng, rồi. Cảm ơn thầy. Đấy cũng lạ ha. Bây giờ làm vì ảnh hưởng Việt Nam là bên đây biết hết trơn ha. Giờ internet á, qua internet, qua Zoom, qua Facebook rồi. Cảm ơn cô. Nối kết rất là lẹ phải không? Miss Kristen, her question is that there's one monk in Vietnam. He follow what we call ascetic practice. That's mean it's 12 of them. Biết hạnh đầu đà là gì không? Của ngài Ca Diếp mà hạnh đầu đà có nghĩa là gì? Chữ đầu đà đó có nghĩa là trừ bỏ phiền não trần cấu, chữ đầu đà đó là cái hạnh mà ngài Ma Ca Diếp ngài hành trì trong thời Đức Phật ngài còn tại thế đó. Thầy gia pháp nghe được không thầy? Giờ nghe rõ rồi. Thì cứ mở cái mic lên, ok rồi. Thì hạnh đầu đà đó thì có 12 cái hạnh. What they call the dutta. That's been follow the ascetic practice. What they call dutta. Dutta has been let go of mental affliction. In the diligent way. So there's 12 of them. Có 12 cái hạnh đầu đà ha. Để giải thích trước đi rồi tôi sẽ trả lại. Thứ nhất đó, tránh xa chỗ đông đảo người đời ở những chỗ vắng vẻ, thanh vắng. So the first one is you need to stay away from the city. You need to stay away from the crowd. You need to stay in the forest, in the mountain. That's the first one. Đó, hạnh thứ nhất đó. Hạnh thứ hai đó, ở giữa bãi tha ma, những nơi mồ mả. So the second one is you need to stay in around cemetery. It's scary. vì dám không? Mỗi lần mình lái xe đi ngang qua cái nghĩa địa là mình ớn lạnh xương sống rồi phải không? Đừng nói chi mình ở lại qua đêm ha. Quý vị có thử chưa? Đương nhiên á, có những lúc mà mình đến tụng kinh hay cầu siêu hay làm đặt quan tài gì đó cho những người thân hay là những người có duyên với mình không? Nhiều khi mình còn ớn lạnh nữa đúng không? So imagine that you stay in the cemetery overnight. It's scary, right? Even sometimes we drive our car to the cemetery, past the cemetery, somehow we could not feel comfortable, right? Cái energy đó, cái từ trường đó, cái lực đó, đương nhiên là tiêu cực, nên lạnh,
mình nói kiểu là giống làm thiên sống hay là gì đó ha. Mình cảm thấy là cái chỗ không phải mình nên nên mình đến, vì có đó là những từ trường của những người chết, không? So again, there's no way for us to stay there because that's the vibration of the dead people. Even we don't see them spiritually, but they're still around. Để tôi kể về câu chuyện ngắn này ha, mà trước khi đi thêm chút xíu, thì có cái anh này đó, ở bên New Jersey đó, anh mua cái nhà hoàng, phải không? Đúng nhà hoàng. Vì lúc đó quá rẻ đi, trước COVID-19 đó, mà mua xong rồi đó, business của anh đi xuống. Ngay cả chính bản thân chúng tôi thực sự cái đó điều tối cực, cái tối kỵ, không bao giờ dám đâu, không dám, là coi cho cũng dám nhận nữa. Vì sao? Có những vong linh đó, họ còn vất vưởng đó năm này tháng nọ, nhiều khi cả năm, cả nhiều khi cả ngàn năm nữa, tùy theo cái duyên phước của họ. Rồi họ mình không có độ họ, họ độ mình đó, không? Đừng nói chi là những vị mà tu hạnh Đầu Đà đang sẽ đến ở chỗ đó đó. So again, if let's say if you find a funeral home is so cheap, would you like to buy? For you to buy to stay? Nice care. But for me, it's negative. Energy is so negative. Energy is so negative. Negative. There's no way for us to stay there. Rồi điều thứ ba đó, nghỉ ở dưới gốc cây. Nhưng mà trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy hồi xưa đó, là nhất nhật thọ thọ, nhất nhật thọ thực, nhất hà thọ giả, tức là một ngày ăn bữa ngủ dưới gốc cây, một đêm ngủ một gốc cây, đó mới là hành Đầu Đà. Tức là cái vì đếm mấy gốc cây chung quanh cái giường mình ở đây đó ha, cứ mỗi tối ngủ một gốc cây, ngồi đó không nửa tiếng 15 phút là cũng đủ mệt rồi, kiến bụi mồng tùm lum ha, ban ngày nè cũng nói chi ngủ. So the third one is the you have to sleep overnight under a tree, one tree per night. One tree per night. Đó rồi. Rồi cái điều thứ tư đó, ngồi những nơi trống trải lộ thiên, ngồi ngoài trời đó, ngoài trời nắng vậy đó, trời mưa trời gió trời tuyết trời lạnh đây đó. So the fourth one is you need to stay sit in the open air. There's no umbrella, there's no shelter. The open air, you can handle the sun, they can handle the snow, the cold, the hot and so forth. Rồi thứ năm, ngồi nhiều nằm ít, hoặc chỉ ngồi suốt đêm mà không bao giờ nằm. Nó là ngủ ngồi đó. So the fifth one is you sit up for the whole night or sit more than lying down. Rồi điều thứ sáu là thường đi khất thực, là đi xin ăn, là không có nấu nướng gì hết trơn á. Các vị bên Nam Tông, quý vị bữa hôm tôi có show cái video clip đó, bây giờ các vị bên Nam Tông vậy đó, đi mỗi sáng, quý vị mà qua bên Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện đó, Lào, Campuchia đó, mỗi sáng chư tăng đi ra ngoài đường đó, đi khất thực, rồi Phật tử cúng dường đó, chứ không có ở nhà ở chùa mà nấu nướng. Nhưng qua bữa thứ sáu tôi có nói chuyện với bà Kristen, mấy chùa đây nè, mấy chùa của các vị bên Nam Tông, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan á, thì chư tăng bây giờ cũng phải chùa cũng phải nấu nướng à, vì ra ngoài đâu biết gì đâu, đâu ai cúng dường đâu. So the sixth one is that for the monk they need to go out beg for food. Remember on Friday we talk about how, right? Mấy tháng trước đó, năm rồi đó, có một vị vị thầy ở bên Washington DC đó mới hội chúng tôi qua đây tình tu, không cần gì hết trơn á, mỗi ngày đi xuống phố mà khất thực ở khô đinh á. Chúng tôi lắc đầu chắc không được đâu, chắc là nhịn đói luôn á, vì họ đâu biết đâu.
Mỹ họ đâu biết mấy thầy cầm cái bát đi vòng vòng làm gì, không? Về cô này nói nó có một vị thầy cũng người Mỹ mà bên chùa bên Sri Lanka đi bộ đi tới đi lui đường Manuscript á, làm sao nè, đâu có ai cho gì đâu. Miss Kristen, right? So last Friday, right? You told me that an American monk, right? He carried the bowl and walked back and forth on the Manuscript. And no one gave him anything. Yeah, that's different tradition. Ở Việt Nam, ở mấy xứ với Phật giáo thì ok, chứ còn đây không có đâu. Rồi thứ bảy á, đi khất thực theo thứ lớp lần lượt từ nhà này đến nhà khác, không phân biệt nhà giàu nhà nghèo. So the seventh one is they go out to beg for food from house to house without any discrimination whether they are poor or rich. That's the seven. Mà quý vị thấy ở Mỹ này mấy người mà chùa hay quà business họ tới gõ cửa phải không? Đúng không? Đa phần thiên hạ sợ là không dám mở cửa. Rồi cộng thêm sao? Đa phần ban ngày những người trẻ đi làm, những người lớn tuổi ở nhà thôi, đâu ai dám mở cửa đâu. Thử hỏi mà đi kiểu này chắc ở Mỹ này chắc từ nhịn đói đến nhịn đói, đúng không? So again, we talk about to have a witness, right? They go door by door and knock the door. Many people, they hate them. They don't like it. And imagine that the monk, they go door by door, no one opened the door. So there's a good chance that they would not get anything for eating. Rồi, điều thứ tám á, chỉ ăn một bữa một ngày một bữa thôi. Như ngày tôi đọc cái câu là nhất nhật thọ thực chất hà thọ dạ đó, chỉ ăn ngàn bữa. So the last the day is they just eat one meal a day, that's all. Điều thứ chín á, ăn một bữa nhưng chỉ ăn những gì mà người ta cúng dường trong cái bát á, tôi bị thấy cầm cái bát á và chỉ ăn vừa đủ, không ăn quá mức. Cái bát của người xuất gia đó khác lắm, nhất là khi Phật giáo truyền qua bên Trung Quốc Việt Nam á, cái bát á, cái miệng á, quý vị nhìn á, cái bát á, nó cong vô, còn cái bát của người đời sao cái miệng tẻ ra. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Ra sao lấy cái bát tôi chỉ cho. So you know the bowl or the monk, right? The top is caving in for the monk, but for the lay people, of course, it came out. That's different. This represent the contentment for the monk that we need to eat, but we just eat when whichever people put inside the bowl. That's more than now. Rồi thứ 10 đó, ăn một bữa vào buổi trưa và sau đó không ăn lần nào nữa, dù là nước gạo cũng không uống luôn. Cái lại ăn bữa thôi, ăn bữa không có nước uống, nước chuối không uống gì hết trơn. So number 10 is that yes, they eat one meal a day, that's all. At night they're not supposed to drink any juice, any powder, milk powder and so forth. Quý vị thấy ha, cái bát của quý thầy đấy không, cái miệng á cong vô. You see that right? It's a bowl. Cái miệng cong vô, còn cái bát bình thường của mình sao? Cái bát á, cái miệng nó bành ra. Đó, tượng trưng gì? Thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. So you see that the bowl of the Buddhist monk, right? It's caved in. Right? It represent contentment. We need to have the contentment to satisfy whichever we have here. Rồi 11 á, mặc áo bằng những mảnh vải rách người ta bỏ đi đem chắp vá lại. Người ta ai bỏ đi đó, hồi thời Đức Phật còn tại thế đó, là đa phần á, người ta bỏ những thây chết trong rừng vắng á, rồi các ngài mới lượm mấy cái vải của người chết á, người ta quấn rồi đó, rồi đem giặt rồi xong mai lại vá lại thành cái tấm y, đắp y chứ không phải là mặc cái áo tràng như mình. So in the past, especially during the Buddha time, they deposit the corpse in the forest. So the monk, whoever practices this type of path, went there to take the clothes
from the dead people and the corpse. And after they wash away, and they mend them together and pull them around. So that's what they call the monk charge of robe. Còn 12 đó, mỗi người chỉ được có 3 chiếc y thôi, không được có nhiều hơn. Tôi biết chưa tăng cho đây chỉ 3, 3 y một bát thôi. So the next one is the monks and nuns supposed to have on three robes. Three robes only, not one, not four, not five. Nhưng mà có đặc biệt á, quý vị biết tại sao mà bên Nam Tông á, là cứ mỗi năm á, có cái lễ gọi cà Cathina, you know Cathina? Tôi quên tháng mấy rồi, để đánh nó coi. Cái gì cơ? Tháng 10 hả? Quý vị biết tại sao có lễ Cathina đó không? Biết không? Tại sao không? Tại vì á, Chư Tăng bên Nam Tông á, mỗi ngày đi khất thực mà, cứ ra ngoài mà dơ bẩn á, thì mặc rồi nó sẽ bị dơ, bị hư, bị rách này nọ đó. Thì mỗi năm á, quý Phật tử bên bển mới cúng dường y, cúng dường y. Còn với chúng tôi không cần thiết, vì quanh năm suốt tháng ở chùa mà, khi làm lễ thì mới đắp mấy cái y vàng thôi. Thường làm lễ, thường không có làm lễ thì mặc cái đắp cái y ngủ, ngủ đều thôi. So you know reason why in Theravada tradition, they have what they call kathina, right? The ceremony to offer the discharge to the monk. Because every day they go out to beg for food. Of course, they may wear out, right? May be turned out. And that's why they need to have the replacement every year. That's why they have that kind of ceremony. In Mahayana tradition, most of the time we don't go out. We wear the yellow shirt only when we have celebration or teaching only. Most of the time, we just wear the Thai sash as well. Rồi, để nói lại đó ha. Đó là 10 sao, 12 cái hạnh Đầu Đà. Rồi cộng thêm nữa, quý vị biết đó, trong kinh, trong giới Đức Phật này dạy đó, khi mà cái thực đó, là không có nhìn lên, nhìn xuống, nhìn qua, nhìn lại, cầm cái bát rồi đi cứ chăm chú với cái tâm thanh tịnh với cái chánh niệm mà đi thôi, chứ không nhìn qua nhìn lại, không ai bỏ gì trong bát cũng chấp nhận hết, đương nhiên không có xin tiền thôi, hiểu không? So again, during Buddha times, Buddha give detailed instruction. When the monk went go out to beg for food, they have to be mindful. They just hold the bowl and just walk door by door, house by house. And that's all. They're not supposed to talk. They just beg for food. That's all. Rồi có những vị như ngài Makajip, ngài hạnh hạnh là chỉ đi 7 căn nhà thôi. Nếu mà nhà thứ 7 mà không có ai cho gì đó là bữa đó nhịn ăn. So according to Makajip, so he practiced that he just walked to seventh house. If no one give him the food, he will fast on that day. He was not supposed to go to the eighth house. Đó là những hạnh Đầu Đà, là hạnh khổ hạnh đó. Thì trở lại ha, thì chúng tôi cũng biết cái câu chuyện của thầy là Minh Tuệ bên Việt Nam ha. Cũng có cái hạnh đó, nhưng mà đôi khi đối với người Phật tử thấy hơi lạ, nhưng mà đối với Chư Tăng không có lạ. Cũng có rất là nhiều vị cũng hành trì đó mà các vị đó không có gọi là không có phan duyên, không có quảng cáo, ai biết đến đến, mà đa phần các ngày sau cái đầu tiên là sao, tránh những chỗ đông đảo, nơi vắng vẻ ưu tĩnh, trong rừng trong núi kìa, chứ không phải đi ngoài đường, vì hiểu không? Đương nhiên đi ngoài đường cũng được, mà chính nhất là ở trong rừng trong núi tu tập, chứ không ra ngoài public nhiều mới thực sự là hạnh Đầu Đà, có hiểu không? Thì đương nhiên cũng có những lúc đi ngoài đường thì đương nhiên là nhiều khi Phật tử thấy lạ thì họ mới thấy ca tụng thế này thế nọ, mà cái chính nhất là sao, cái bát á, cái bát của Phật á, là cái bát phải dày theo truyền thống, bên Nam Tông cũng vậy, bên Bắc Tông cũng vậy. Bên quý vị mà thấy cái bát của Chư Tăng bên Nam Tông á ha, để tôi show cho vị coi ha, là cũng giống vậy đó, đa phần là cái bát bằng bằng metal, bằng aluminum.
Ừ, để tôi mở cái ở đây. Ừ. Thầy giáo Pháp còn nghe thầy ha. nghe đó À, vì thấy không? Thấy không? Cái bát nè, thấy không? You see that? So the bowl came in. Chứ không phải cái nồi cooker. Vì hiểu không? Đó là cái khác biệt á. Vì khi mà thọ giới rồi đó, là truyền tâm gọi là có ba y một mình bát, mình bát phải đàng hoàng, phải có dẫu bên Bắc Tông thì mình bát bằng sành ở vị ở chùa đó, còn những cái vị mà đi khất thực bên ngoài á, nhiều khi cầm nó dễ rớt nên bằng aluminum bằng metal thì nó gọi là dùng lâu hơn, nhưng mà sao cái bát phải kẹp in, cái đó đúng mới đúng pháp đó, thì tượng trưng cho gì, hiểu dục tri túc muốn biết đủ. So you see that the bowl even right, for the Theravada tradition, right? It's kept in, even whether it's metal, whether it's aluminum, whether it's big or not, it represents containments. Nên khi mình đọc qua những điều đó đó, 12 cái hành đồ đàm, đương nhiên cái vị thầy đó cũng hành được gần như hết á, nhưng mà một cái là không biết cái vị đó thực sự có thọ giới tỳ kheo đúng pháp hay không. Nếu mà có thọ giới tỳ kheo đúng pháp thì chắc chắn phải có những cái bát để đàng hoàng, được đúng là theo pháp của Phật á, theo giới luật á, phải có bát đàng hoàng chứ không phải là tùy tiện. Còn những người mà ở họ không, họ thích mến đạo Phật họ cũng làm như vậy rồi, mình nói trong đạo gọi là cái pháp tương tự á, thấy không, thì cũng đắp y rồi, nhưng mà giống như cái nồi cúc khờ vậy đó, nó đâu có đúng nghĩa của đạo Phật, nó đâu có đúng pháp. Đó, cho nên đối với Phật tử chúng ta đó, không có cần khen chê, không có cần bình luận thế nào đúng phải, đúng sai phải trái gì cái chuyện của họ, mà quan trọng chính đó, coi họ có làm đúng pháp hay không. Nếu có làm đúng pháp mình hỗ trợ đó, mình khuyến tấn, còn nếu không làm đúng pháp thì chuyện quyền của họ, chuyện cuộc sống tâm linh mà ai muốn tu sao tu, cái chuyện của họ thôi, đúng không? Đó. So again, let me show you a picture of a famous monk nowadays. That's what they're asking about. All right. So he get famous now. Let's see here. Here. Let's see here. Can you see him? Right. So somehow, he wear the robe, and but somehow he carry the cooker, not the bowl. And I don't know whether he have received the monk precept yet. I don't know. If he did, he's supposed to have a proper, proper bowl. That's our tradition. Whether he follows the Theravada or Mahayana tradition, otherwise his choice. His choice to practice as his practice is up to him. But actually is famous in Vietnam nowadays because somehow most of the time the monks stay in the temple because in Vietnam most of them follow Maha tradition. Vì này nổi tiếng vì sao, vì cũng có thể hành những cái hành đầu đà đó, nhưng mà tôi nói đó thì sao, thực sự chính là có hành đúng pháp hay không, có thọ giới tỳ kheo đàng hoàng hay không, có được tâm truyền tâm gọi là ba y hay một mình bát được hay không. Đó. Còn nếu không thì cái chuyện quyền của họ thôi. Rồi có đương nhiên một phần nữa đó là bình thường bên ngoài, một phần nữa coi cái vị đó nó đúng theo lời Phật dạy hay không, đúng không, dạy Phật tử đúng rồi theo Phật dạy không, nếu dạy đúng thì mình hỗ trợ, mình khuyến, mình tán thán, còn nếu không mình nên tránh, đơn giản thôi à. Phật giáo của mình, đạo Phật của mình là vậy đó, không cần phê phán ai hết trơn, mỗi người có mỗi cái ý thích, và mỗi người có mỗi cái căn duyên. So Buddhism, in Buddhism we're not supposed to judge others. So yes, again if he follow the Buddha teaching, express Buddha precept, and as a monk he's supposed to have three robes and one bowl like this one. Like the either ceramic one or the metal one that I just show you. That should be bought. That is the proper way.
Otherwise, it's up to him. So we cannot call him. If, let's say, if he has not received the monk precept, he would not have that tree drops and pop a ball. So his choice. And also on the top of that, if he talk about Buddhism in proper way, yeah, we support him. Otherwise, that's his choice too. I don't know. That's why he carried the cooker around, not the bowl. Huh? Có, nếu mà có là phải mang cái bát đàng hoàng, đúng không? Nếu mà đúng pháp á, nếu mà làm đúng pháp á, còn còn chuyện quyền của họ thôi, đúng không? Chuyện quyền của họ thôi, đúng không? Ừ. Thầy giáo pháp nghe được, vẫn còn nghe được không thầy? Dạ, nghe còn đó được. Ok. Cho nên làm bất cứ chuyện gì đó chúng ta đừng có chạy theo đám đông ha. Mình phải phải có cái cặp mắt trí huệ. Quan trọng nhất là sao, là phải có hiểu về Phật pháp, là họ nói những gì, họ hành trì những gì, có đúng theo lời Phật dạy không, đúng theo truyền thống tôn sư trọng đạo hay truyền thống của đạo Phật ha, hoặc là Nam tông hoặc Bắc tông hay không. Nếu đúng theo pháp thì mình hỗ trợ, mình tán thán, còn nếu không thì quyền của họ thôi. Đôi khi đa số Phật tử tôi nghĩ là vì thấy lạ ha, đó là mình gọi là cái chân, cái hiện tượng. Ngay cả cái đài radio Asian radio đài Á Châu Tự Do đó, cái cô đó, cô gì tôi quên tên là Thanh Thanh Trúc, đúng rồi, đã qua đây rồi nè, có qua đây phỏng vấn chúng tôi mấy năm trước nè, thì gọi điện thoại cũng hỏi chúng tôi về vấn đề này đó. Nói định phỏng vấn chúng tôi, nó tôi đang ở đây mà phỏng vấn gì mời qua bên Washington DC á, thì chúng tôi nói là cũng vậy đó. Phán xét một người nào đó đó, mình phải hiểu hiểu tường tận rồi mình mới nên phán xét. Chứ còn nếu không hiểu tường tận á, nói này đối nọ là tạo nghiệp, hiểu không? Nên tốt nhất á, là quan trọng chính là mình coi mình có Yeah, so yeah, of course, the Unified Sangha in Vietnam, they deny him. They don't recognize him. But doesn't mean that he doesn't have the right to practice. Of course, he say that he just follow Buddhism and he is not belong to any group in Vietnam. Even the government, they say that too. But of course, he had his religious choice. He has religious right. Theo con. Gì con? Tay chân à. Vâng.
ông nói sự thật rồi, ông này rất ít về, ông nói sự thật gì mà cần cái đồ thì mà cơ mà là vì ông không muốn làm dơ vật cái bát của mình, là vì ông chưa xứng đáng, ông là người bị tôn theo rồi, ông phải tôn theo cái phật đó, ông cái gì vậy đâu, và ông đã vô cùng năm trong, ông đặt quê rồi, đặt mới đi ra từ ông đi thì tàu đàn như đó là theo như ông biết, ông lấy được nói Yeah, vâng, cảm ơn cô. Yeah, anyway, so you know, right? So of course the unified organization Buddhist association over there, they deny him, they reject his practice and even the government. But still, he has the right to do his own choice. According to her explanation, yeah, he received the monk precept, but he just want to follow Buddha teaching, and also the reason why he bring with him the cooker, right? The rice cooker, right? It says, huh? How you? Rice cooker, right? Because he doesn't want to impure the Buddha teaching. He just followed the teaching. So. He says he doesn't look to be recognized as a monk. And, Someone say that he was monk. He received the monk precept, but we don't know. Anyway, as Buddhists, one more times, we're not supposed to judge people if they say proper way, according to religion. Yes, we encourage them, we support them. If they say something that go against Buddha teaching, we stay away from those people. That's all. Thì tùy theo ha. Cho nên bây giờ chúng ta không nói Phật giáo bên Việt Nam, Phật giáo thống nhất thì cái chuyện không quan trọng, cái đó vấn đề chính trị chính em, chúng ta không có liên hệ đến cái chuyện của họ. Quan trọng chính là mỗi Phật tử chúng ta đó ha, mình có hành trì đúng lời Phật dạy hay không thì thôi à. Còn ai cũng có quyền vô hội này vô hội nọ, được chính trị chính em cái chuyện của họ. Mà nếu mà về tôn giáo, về tâm linh thì mình lại chuyên về tôn giáo, chuyên về tâm linh, chứ không có gì chính trị. Thì khi mà có chính trị rồi đó là có tranh chấp, nó có tranh chấp rồi là có phiền não. Mình có phiền não thì sao, có khổ đau à, đúng không? Cái chuyện nói chuyện bình thường à, quý vị thấy đó à, sắp đến là tháng 10 nè, tháng 11 chứ là gì đó vô tin rồi đó, đúng không? À, nên tại sao mà mấy chục năm trời ở Mỹ đây tôi chưa bao giờ đi vote, không đi bỏ phiếu hết trơn á. Vì có đi vote không? Có bị bỏ phiếu không? Có hả? Biết biết tại sao không? I remember I told you, since I've been in the United States, I think since 1984 up to now, I never vote for anyone else. Even when it was lay person, up to now. You know why, right? We don't vote for me, person. I don't vote anyone else. You know why? À, tại sao vậy? Đương nhiên quý vị là Phật tử ha. Tại sao thầy giáo pháp có đi vote cho ai không thầy? Lúc thầy còn cư sĩ đó có đi vote cho ai không? Dạ thằng em này. Ồ, được rồi. Sao? Thầy có vote cho ai không? Lúc còn cư À, sĩ. cũng không có bốc ai đâu thầy, chỉ có một lần một thôi à, là sau đó miễn luôn rồi. Lúc đó mấy Cấp tuổi? điện luôn rồi. Không Không có là bốc, chỉ có một lần thôi. một lần. Lúc đó mấy tuổi hả? Anyway, quý vị biết ha, tại sao vậy? Với người xuất gia là sao phải bước ra khỏi cái sự mà tranh chấp đó, phải trái đúng sai đó. Xong chưa giáo đạo? Vì mình vote cho bên này ha, bên Republican thì đương nhiên phải chửi bên Democrat. Vote cho Democrat phải chửi bên Republican, đúng không?
mình là người tu rồi, người xuất gia rồi á, thì phải bước ra ngoài khỏi cái vòng tranh chấp đó, cái chuyện tranh chấp chuyện ngoài đời. So again, right, if we, I vote for Republican, of course, was against Democrat and vice versa. But for monk, we need to step out of that kind of fighting. Because whenever we have the fighting, that's the problem there. That's affliction there. That's the suffering there. Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy là phải tránh tránh khổ mà ban vui cứu khổ. Mà mình nhảy vô cái sự mình chồng tranh chấp rồi làm sao mà vui được, đúng không? Đó, bất cứ xã hội nào, bất cứ thể chế nào, dẫu Mỹ, dẫu Việt Nam, dẫu gì đó đó, đối với lập trường của chúng tôi theo Phật dạy đó là phải bước ra ngoài khỏi cái vòng tranh chấp. Đó, vì còn tranh chấp là còn khổ đau. Dẫu họ nói đúng, dẫu nói sai, dẫu bên này bên kia, thì vậy tâm mình mới an. Tâm mình an, mình mới truyền đạt những sự an lạc với người khác. Còn tâm mình có sự tranh chấp á, chửi người này, mắng người kia, thương người nọ, thì làm sao mà tâm mình yên được? Chính tâm mình không yên, làm sao mình truyền đạt, mình hướng dẫn người khác được an đâu, được yên đâu, được vui. Đấy, quý vị. So one more time, if I side with one party, right, I will go against order. And let's go against the Buddhist principle. That we need to stay above the fighting. We need to remain calm and peaceful. That's why I never vote. Definitely. Your choice if you want to do it, but not. Đương nhiên á, mình sống trong cái xã hội nào cũng vậy hết trơn á, ở Việt Nam hay Mỹ, bất cứ xã hội nào đối với người xuất gia hay là người Việt tử đó ha, mình phải nhớ là bốn ơn phải không? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn chúng sanh. Mình phải nhớ những cái ơn đó, mà không có nghĩa là mình phải involve vô, đúng không? Chứ bằng không á, là tâm mình không bao giờ được an đâu. So for the Buddhists, we have to recognize the four kindness. The first one is kindness of parents. The second one is kindness of teacher, master, of the Buddha. The fourth is, third is the kindness of our nation that protect us. And the last one is the kindness of all sentient beings. This means that we need to engage in the fighting, in siding with others. Cho nên khi chúng ta hiểu vậy đó, tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng, thanh thản, sống chỗ nào cũng được, mình đấu tranh chấp đá đấu. Dẫu bên này, dẫu bên kia, dẫu bất cứ chỗ nào, ai tới, miễn sao là họ có tâm thành với Tam Bảo là được rồi. Còn cái chuyện mà muốn tranh chấp gì ra ngoài chùa, muốn đảng phái này, đảng phái nọ, nhóm này, nhóm nhỏ, là chuyện quyền của họ. So again, if we have that type of path, right, determination, we need to stay away from politics, the fighting, so that we remain calm. Otherwise, there's no way for us to have the kind of peaceful and calmness. Cho nên quý vị hiểu ha, hiểu tại sao mà đúng rồi, theo lời Phật dạy, mình phải theo con đường đó đó, bước ra ngoài sự tranh chấp nhị nguyên á, trong đạo Phật gọi là tranh chấp nhị nguyên, phải quấy đúng sai, tốt xấu đó, thì để chi, để tâm mình nó an. Chứ nếu không á, tâm mình lúc nào cũng bất an hết. Gặp người mình thương, người mà theo cái đảng phái của mình, theo nhóm của mình thương. Gặp những người mà theo đảng phái khác, nhóm khác, mình ghét, có tâm thương ghét rồi, tâm loạn động rồi, tâm buồn phiền rồi, tâm phiền não rồi, thấy không? Nên đó là cái lập trường mà Đức Phật, từ Đức Phật cho đến chư tổ, và chính chúng tôi cũng muốn con đi con đường đó đó. Còn hồi xưa làm, lúc còn cư sĩ, muốn làm thì làm cái chuyện đó, chuyện ngoài đời, nhưng mà khi đã bước vào đạo rồi, và nên để ra ngoài một bên cái sự tranh chấp, không có sự tranh chấp tâm mình mới an. So of course, when I first came to the state, I was still lay person. Of course, I sided with all the side, but not after I become a Buddhist monk, so that I can remain peaceful and calm. Cho nên quý vị hiểu ha, lời Phật dạy, vì thấy Đức Phật ngài nói rất rõ trong kinh điển, không bao giờ một có một cái câu, một cái lời mà chửi mắng nguyền rủa bất cứ ai, ngài đều nói những lời lành thiện,
để khuyến tấn Phật tử, khuyến tấn chúng sanh tu tập để chuyển hóa tâm lành thiện, để chuyển hóa cái tâm xấu xa thành tâm lành thiện. Và chính nhất là làm sao tu đâu đạo Phật là gì, là đem lại, tìm lại cái niềm vui, niềm an lạc cho mình trong hiện tại và trong tương lai. Và còn cái tâm niệm tranh chấp thế này thế nọ không bao giờ tâm yên được hết á. So again, the Buddha provides us the teaching so that we can transform the suffering to the happiness. But as long as we have the fighting in our thought, in our action, in our speech, there's no way for us to be peaceful and calm. That's go against what the teaching. Nên tại sao mà những cái đạo tràng chúng tôi đó, chúng tôi không có vô bất cứ cái hội nghị trợ mình cố gắng làm theo lời Phật dạy, hành trì đúng lời Phật dạy. Như bên chùa Phật Giác á, cứ 3 mùa đó, 3 năm rồi đó, tụng kinh Hoa Nghiêm 10 ngày rồi đó, rồi niệm Phật vân vân á, lấy cái việc hành trì làm chính á. Còn cái chuyện bên ngoài đời muốn tranh chấp muốn gì, chuyện quyền của họ thôi, mỗi người có quyền khác nhau. So again, that's why for us, we focus on the practice what the teaching, that's all. Vì sao bị biết ta nói ngoài đời là sao, cái câu là sao? Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mình làm cái ngành nghề nào đó, mình chuyên nhất vào một á, thì nó sẽ thành công, thành tựu. So in Vietnamese idioms, they say that as long as you focus on one, you'll be more successful. But if you jump here and there, there's no way for you to be successful. Nếu mà giả sử quý vị làm chính trị, đương nhiên quý vị phải theo đảng phái này thẳng lấy nọ, quý vị muốn làm ăn buôn bán phải chuyên vào cái vấn đề mà kiếm tiền kiếm bạc. Còn với người xuất gia, người tu tập thì sao, chuyện gì chuyên về tâm linh thôi à. Còn nếu mà có chạy theo danh theo lợi, là chính bản thân mình cũng biết đó, là bị tán tâm phân tâm đúng không. Tâm làm sao được an thì đương nhiên phân tâm là phải. Rồi sổ có danh có lợi, rồi có khen có chê, đủ hết rồi, đủ cái chuyện hết trơn á, thì trái với tâm hạnh người tu rồi, hiểu không? So again, you understand, right? We're not supposed to jump into any party or groups. Thì cô hiểu chưa cô? Rồi, cảm ơn cô ha. Chúng sinh thành ra tâm còn sinh si, Không sao cô. đó là chúng sinh này Được con, không sao con. Rồi, cảm ơn con. còn Mô Phật. Rồi. Quý vị còn hỏi câu hỏi gì nữa không? Trong khi chờ đợi nãy giờ cũng hơi lâu á, chắc chưa chưa đến, cũng còn múa vẽ gì đó, không chịu mở cái screen lên. Thầy giáo pháp, bển nó có ai hỏi gì không thầy? Dạ sao cô? Cô. dạ không ạ. Dạ con có một câu hỏi là người mà chết bất đắc kỳ tử, chẳng hạn như là người đó tu tiên á, thì cái quần là cái người đó sẽ đi về đâu, phải chết ở trong nhà, ở trong nhà như là chết là một chuyện, cái chuyện sao ý tỏ của đó, cái phần thức của người đó đó, và hiện tại sao người là ở đây có đi về đâu không? So her question is that, let's say if someone dies suddenly because of high blood pressure or whatever, so where do they go? Where do they go? Quý vị nhìn ha, những cái cây bên ngoài đó, Đức Phật ngài dạy đó, cây nào nó nghiêng á, nó nghiêng về hướng nào, khi nó chết thì nó ngã hướng đó. Đa phần sao? Đa phần mình chết vì, tức là mình đến đây vì nghiệp, là mình đi cũng nghiệp sẽ dẫn mình đi thôi. Cho nên ngay lúc đó là do mỗi người có mỗi cái nghiệp khác nhau đó. Rồi, đương nhiên hỏi như vậy làm sao mình biết được, mỗi người có mỗi nghiệp duyên mà. Mình đâu biết được, ngay cả vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình, con cái mình, anh chị em mình cũng biết được, đừng nói chi mình biết người khác. Đúng không? So again, right, lấy like the tree
When it's still alive, it lean towards certain direction, right? When it's died out, it will fall in that direction. So there's the karma. We came here because about karma. The karma lead us here. And we raise certain type of karma while we're still here. And those type of karma lead us to the future of the world. That's all. According to the teaching. So there's no way for us to know even our own life. Where we head into, we don't know. Unless we have some kind of awakening, a revelation. I'm not talking about other people. À, cho nên tùy theo cái duyên nghiệp đúng không? Và nhất là ngay lúc đó khi họ chết bất đắc kỳ tử như vậy đó, thì lúc đó tâm họ làm sao? Tâm họ hoảng hốt hay không? Hay tâm họ bình thản hay không? À, tâm họ an lạc hay không? Tùy theo nữa. Tùy theo cái giây phút đó nữa. So again, depend upon that moment, the moment they pass away, right? Whether they pass away peacefully, whether they pass away violently, or whether they pass away as going to sleep, depend upon their karma. Nên nhìn trong kinh đó, Đức Phật Ngài dạy, nếu mà ai mà mất đó, mất cũng trong cách đi ngủ á, là đó là cái indication nó sẽ sanh trở lại làm người. So in the sutra, the Buddha say that if someone pass away, like they go to sleep, that indication that they may go back as human. Cho nên đặc biệt như thỉnh thoảng tôi có nói đó, quý vị mà đến nhà quan hay đến nhà ai mà thăm viếng những người mất đó, đương nhiên nếu mình có duyên nghiệp lành thiện với cái người mất đó, mình đến cầu nguyện cho họ, đúng không? Giả sử mà có con cháu có những gì lấn cấn với người mất đó, thì tốt nhất tránh. Trong truyền thống văn hóa Việt Nam mình nói là kỵ đó ha, một phần cũng đúng đó, chứ không phải không đúng, mà đừng có làm quá thôi. Vì cái có cái duyên quan trọng giữa tâm thức con người với nhau. Nếu mình có duyên, mình tới mình cầu nguyện cho họ, họ vui, họ nghe cái lời cầu nguyện của mình. Còn nếu không có duyên á, mình có nghịch duyên, thì khi tới gặp mặt mình họ sân liền à. Mà sân rất là nguy hiểm. Họ đi xuống làm rắn, làm rít để nọ. Vì cái tâm thức sân nó kế hợp với cái hình tướng của chúng sanh đó. So again, if we have affinity with them, right, we come to pray for them. I mean, I'm talking about someone who passed away. But if we have some type of animosity or affliction with them, it's better to stay away from them. Otherwise, when we come, they'll be angry. And at the moment, if they're angry, they may go down to lower realm of system. Như tôi thường trình bày đó, khi mình còn sống á, mình còn nghĩ xấu, nghĩ tốt, nghĩ thế này thế nọ, có tâm sân, tâm tham này nọ, mình cũng vẫn còn ở đây. Nhưng khi mà cái thân mình không còn rồi đó, mình vừa nghĩ đến đâu, mình sẽ chạy đến đó liền. Nghĩ đến trời, là lên trời liền. Như tôi có trình bày đó, Đức Phật Ngài dạy trong kinh Niết Bàn á, không? Quý Phật tử nào qua hành hương ở tứ thánh tích, bốn thánh tích đó, chỗ mà Phật đản sanh, Phật thành đạo, chuyển thánh xe pháp, rồi nhập Niết Bàn đó. Và nếu có khởi tâm lành thiện thì Đức Phật Ngài nói trong kinh Đại Bảo Tích, xin lỗi, kinh Đại Bát Niết Bàn đó, là bảo đảm chắc chắn là sanh lên những cõi trời. Vì cái tâm hoan hỷ á, cái tâm hoan hỷ, tâm vui á, cộng thêm công đức á, đó là do tâm thức đó đó, nó chuyển được những cái nghiệp của mình. So like in the Mahaparinirvana Sutra, the Buddha say that if someone visit the four holy places of Buddhism in India, Lumbini, where the Buddha was born, Bodhigaya, where the Buddha attained enlightenment, Deepak, where the Buddha get first teaching, and last one Kushinara, where the Buddha attained Nirvana. So if somehow someone visits those holy places, and somehow if they pass away, Buddha say that they would go to the heaven. They would be a celestial beings there because of their happiness, a happy mind, the joyful mind. Nên ăn thua cái tâm thức của mình. Cho nên tại sao á, rất là quan trọng hôm nay sẵn tôi cũng chia sẻ vì ngồi đây luôn á, rất là quan trọng đó, khi mình nói câu như người Việt Nam nói là nghĩa tử là nghĩa tận, đúng không? Là mình dẫu cho cái người đó có xấu gì đi nữa, mình cố gắng tìm những cái điều tốt nhất mà họ đã làm được, mình nói cho họ,
mình nhắc họ, mình khuyên họ để chi, họ khởi cái tâm lành thiện để họ về trở về cái cõi lành thiện, dẫu cái người đó họ xấu nhất gì đấy nữa, họ có tà ác gì nữa, cái chuyện của họ, mà quan trọng chính mình tìm những cái điểm tốt á để mình khuyên tâm họ về những cõi lành thiện, đó chính là mình cứu họ đó, đó mình có cái tâm từ đó. À, chứ đừng có bao giờ mà đến đó kể lể, bao giờ đến đó mà nói thế này thế nọ là họ tâm sân á, là khi mà họ bị đỏ thế này nọ là họ kéo mình đi luôn á, à, hoặc là trả thù trả oán nữa, mất công nữa, thấy không? So somehow you know when we go to visit the dead people, the one to pass away, it's better to send the best wish to them. It's better to say something in the past way. Which let's say even they are criminal, we try our best to find some way or find some of their goodness to talk about, so that at least they can have good thought and to take the good future rebirth. If we say something negatively about them, it's so dangerous for them and for us too, because at that moment. Right. If we say something negative about them, they would go to lower them assistance. Later on, they may revenge. Cho nên cái nhân cái quả mà. Xin vì nhớ ha, cố gắng khi mình đến những chỗ đó, nhất là nhà quán, cố gắng giữ cái tâm làm thiện, hoặc là giữ cái tâm thanh thản, đừng có khởi tâm niệm gì là hay nhất. Đúng không? So it's better to keep our mind as peaceful as possible. As good as possible. Don't invoke any negative thought. Nên đó là những cách thức mà Phật dạy đó, cách mình để mình deal với giúp những cái người mới bị mất, hoặc là người trong gia đình, hoặc người Phật tử, hoặc bất cứ ai. Và trong cuộc sống hôm nay cũng vậy. Quan trọng chính sao? Mình phải giữ duyên lành với nhau. Cái điều đó đó, như tôi có trình bày đó. Vì thấy trong cuộc sống sao? Mình đi làm ăn buôn bán, mình làm bất cứ chuyện gì mà có nhiều người hỗ trợ thì sao, thì mình làm thành thông hơn, đúng không? Còn ngược lại, nếu làm cái chuyện gì có nhiều người trở ngại thì sao, mình khó làm mà thành công thành tựu. So again, the Buddha say that it's better to create good karma, good affinity with other people by helping them. Otherwise, if we harm them, if we obstruct them, yeah, there's no way for them to help us. Like doing any business, right? If we have more people to support us, yeah, we have more chance to be successful. But if we do business, but somehow we have more people come and obstruct us, there's no way for us to be successful easily. Nên Phật này nhấn mạnh vậy đó, tại sao mình phải giữ duyên lành thiện với nhau chỗ đó, nên tại sao mình đừng có thích sai chỗ đó đó, đừng có nhảy vô cái dòng luẩn quẩn tranh chấp đó, đảng phái hội đoàn thế này nọ là chỗ đó. Vì hiểu không, mình có nhảy vào cái đó là gì, là cái sự tranh chấp, mình được bên này mà chửi bên kia chửi mình thế này, chửi qua chửi lại, mình có tạo cái nghiệp với nhau thôi. Cho nên tại sao đó, tại sao mình phải cố gắng tùy theo quý vị muốn divorce thì cái chuyện quyền của quý vị, đối với chúng tôi giữ lập trường như vậy đó. So that's why the Buddha say it's better to help each other, to create good affinity with each other. That's why not supposed to take sides with other people. Because if we take one side, we criticize others, that's why we create bad karma with them, negative affinity with them. But that's what we don't want to. So again, because you're still lay person, so it's up to you. You can do the voting, it's your choice, but not for us, not for me. Okay. À, giáo đạo gọi điện thoại đi. Gọi điện thoại mở cái speakerphone nghe được. Đây Ca 5 trước phút là cho 2 5 phút phút rồi. ca trước khi thì giảng thì. Hả? Để em đi ca trước thì như là ca. Đi, ok. Bởi vì muốn nghe ha.
À, bên đây không có nghe được dấu đạo, mở lên đi. Đứng ca cũng nghe được. Bên đây Ồ, dạ cô nói giáo đạo nó mở cái âm thanh lên đó cô. À, nói anh thân toàn á, với giáo đạo mở cái âm thanh lên để Phật tử đây nghe đó. Bởi vì thấy bên đây mình có phước không hả, chùa thoáng và rộng rãi ha, bên chùa Phật tử không à, chỉ có cái chánh điện chút xíu à. Và khi mà quý vị mà qua bên chùa Phật Tâm á, là cần khổ nữa à, làm lễ bên ngoài trời đó, trời mưa trời gió trời nóng trời lạnh thì đều chịu hết trơn á. Không phải là tự nhiên mà có ha. So you see that you've been there right, the temple over there right. It's so small compared with our temple here. And if you go to our temple in New Jersey, too smaller. Most of the time we do the ceremony outdoor. Vâng anh. Dạ anh nói giáo đạo mở cái microphone lên, anh mở cái speakerphone để Phật tử bên đây nghe luôn đó, để họ ngồi chờ đó ha. Không có mở cái mở trong cái Zoom á, mở cái kêu giáo đạo anh nói đó. Mở cái speakerphone lên đó ha. Mở cái speaker lên. Rồi. Hồi nãy giờ giáo đạo nghe không? Hồi nãy giờ xong mở cái speakerphone lên. Thầy nói được nhé, thầy nghe thầy. After this, thank you for the group performing. After this is the drama talk by Rodrigo Gaston. Ok, rồi. Ok.
Nói được chưa? Nói giảng được chưa? Được thầy. Nghe được rõ không? Không rõ Rõ thầy. Lớn thầy. Nghe được lớn thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nghe được chúng tôi không? Anh Thân Toàn nghe được không anh? Nghe rõ thầy. Dạ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử ở bên chùa Phật Từ, hôm nay quý vị về đây để làm lễ Phật đản ha. Today you come to the temple to participate in the Buddha birthday celebration. So welcome all of you. Thưa quý vị, vì sức khỏe cho nên chúng tôi không có qua bên chùa Phật Từ cùng với quý vị tham dự lễ Phật đản hôm nay ha. So because of my health, so I could not go there to participate in this Buddha birthday celebration together with you. Thưa quý vị, như mỗi năm ha, chúng ta về chùa làm lễ Phật đản để tưởng nhớ lại một đấng vĩ nhân thì hiện cõi đời này ha. So every year we come to the temple to participate in the Buddha birthday celebration. Especially we remind children about the death birth of a holy monk, a great man on earth. That's Buddha. Chúng ta biết ha, tại sao gọi là Phật đản, là cái sự đản sanh của Đức Phật á, đem lại cái niềm vui, niềm an lạc cho chúng sanh chúng ta. Còn đối với chúng ta đó ha, cái ngày mà chúng ta sanh ra đó ha, gọi là birthday ha, là chúng ta vì tâm tình còn vọng động, còn phiền não nên đôi khi á, sanh ở cõi đời này chúng ta cũng vẫn còn tạo nghiệp xấu, cũng mang những cái nghiệp phiền não, làm phiền não cho biết bao nhiêu người xung quanh ha. One reason why we say that the birth of Buddha is so happy for us to celebrate, because he provides a teaching for us to transform the suffering into happiness. But for us, yes, we born here because of a karma. So sometimes we create bad karma, we create the suffering for ourselves and others. Cho nên mỗi năm ha, chúng ta về đây để làm lễ Phật đản chỗ đó, và cộng thêm nữa đó, giả sử như ai cho chúng ta vàng bạc của cải đó ha, thì chúng ta rất là quý, đúng không? Nhưng mà đối với Đức Phật á, ngài không cho mình vàng bạc của cải gì cả, mà ngài cho mình cái giáo pháp thanh tịnh lành thiện để mà chuyển hóa cái sự khổ đau phiền não thành sự an lạc hạnh phúc ha. So if someone give us gold, wealth, money and so forth, yeah, we'll be happy. But for Buddha, he provides us the teaching that helps us to transform our suffering into happiness. Và cái điểm chính nhất á, là Đức Phật ngài nhắc chúng ta đó, trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta biết bao nhiêu, chịu biết bao nhiêu cái sự khổ đau, khổ về cái thân của mình, khổ về sanh già bệnh chết, khổ vì cái sự chia lìa với nhau, khổ vì ghét nhau mà gần với nhau, khổ vì những cái điều bất như ý. So in our life, we have all kinds of suffering. The easy things we can recognize is a suffering from our body. We born, we aging, we have illness, and we pass away. Many of us sitting here, we old enough, so one day we have to go. And also on the top, there's some thing that we wish to have, but we could not. If we want to stay around with our loved one, we could not. If we want to stay away from the enemy, sometimes we could not. So those are the suffering that we have to endure. Nên trong cuộc sống hàng ngày đó, đối với chúng sanh chúng ta ha, khổ nhiều mà vui ít, thấy không? Khổ vì thân, khổ vì tâm. Ở trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả các em nhỏ cũng khổ vì làm homework, cũng khổ vì cha mẹ la rầy, cũng khổ vì bạn bè không có thích,
So for the children, right? Even you guys still young, right? Can you guys hear me? Right? So you may have some kind of suffering. Right? You can you cannot be satisfied, right? Even you need to do a lot of homework, right? You need to fulfill your parents' wishes. You need to you like to hang around with your friends, but they may not like to hang around with you. Và người lớn cũng vậy đó ha. Chúng ta bị biết bao nhiêu sự khổ não phiền não nó quấy rầy mình trong công ăn việc làm ha, trong cái cách mà mình làm ăn buôn bán đối nhân xử thế vân vân, đủ thứ khổ. Và cái khổ chính nhất là gì? Đức Phật ngài nói gì? Từ cái tâm của mình mà ra. So again, for us, especially the adults, so we need to deal with all kinds of sufferings when we do business, when we work, when we interact with other people. But the Buddha say mainly it's everything come from our mind. Nên đạo Phật, Đức Phật ngài dạy đó, mình chuyển cái tâm chứ mình không cần chuyển cái thân. Tâm mình phiền não vọng động thì mình phải biết cách niệm Phật, biết cách trì chú, biết cách hành thiền. Đó là cách mà Đức Phật ngài dạy trong tám thánh đạo đó ha. So in order to transform the mind, the Buddha provides the way, like the right meditation, the right mindfulness, the right concentration, and so forth, so that we can transform the suffering to the happiness and the peacefulness. Và đương nhiên đối với Phật tử ở đây ha, quý vị có thể ở nhà quý vị niệm Phật nè, một câu niệm Phật có tăng trưởng bao nhiêu công đức, hay mình tụng chú Đại Bi nè. Trong đây bao nhiêu vị tụng chú Đại Bi? Quý vị giơ ta lên. Trong đây nè, bao nhiêu vị tụng chú Đại Bi? Vâng, cảm ơn quý vị ha. Mỗi lần mà quý vị niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, mỗi lần mình quý vị niệm danh hiệu của Phật Thích Ca, mỗi lần quý vị mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mỗi lần quý vị trì chú Đại Bi, đó là mỗi lần mình tạo công đức phước báo cho mình. Đó là mình cách mình chuyển cái tâm của mình, tâm được tâm buồn phiền ha, mình bị tai ương hoạn nạn gì đó, mình cầu nguyện chư Phật gia hộ cho mình, mình niệm danh hiệu các ngài. Các ngài giống cái phao để cứu vớt mình. So again, when we have so much suffering physically and mentally, we recite Buddha name, recite the mantra, so that we can rely upon their power to overcome those kind of suffering. Cho nên tại sao mà những lời dạy của Phật rất là quý báu, quý hơn vàng bạc là chỗ đó. Người ta nói câu là thà cho cần câu chứ không có cho cá là chỗ đó, tâm niệm ngoài đời như vậy đó. So those teaching the Buddha is so valuable that it cannot be compared with anything else. Like in daily life, right, we hear that it's better to give the job for people to do or to survive themselves instead of giving the money. Nên hôm nay đó quý vị đến chùa Phật Từ để quý vị tham dự lễ Phật đản, cũng như là quý vị tham dự lễ tắm Phật ha. Quý vị có nhớ tại sao mình làm lễ tắm Phật không? So again, today you come to the temple to participate in the Buddha birthday celebration, also to do the bathing the Buddha. Tina, can you tell me? Come up here, Tina. Yeah, come up here. Can you tell, especially the children, why do we need to do the bathing the Buddha ceremony? Come up here. Tell them. Yeah. Can you tell them why? You can skip, take a picture, turn around. Yeah. Yeah, face to them, not face to me. Tell them, why do we need to do the bathing Buddha ceremony? Why? For the celebration, because we're all Buddhists, this is technically all of our birthdays in which our mind is refreshed for the year and we bathe the Buddha. It's kind of like a metaphor for bathing ourselves and like clearing any bad thoughts, any bad auras or energy. Can you ask him, Tina, ask him, how often do they take a shower? How often? Shower? Once per day? Michelle takes a shower every day. Every day?
How about every other days? Cool. How about once a week? Oh, he shook his head. He didn't take showers. Yeah. So Tina, tell them what happened if they just take a shower once per week. What happened then? If you take a shower once per week, you'll stink. Mm-hmm. You smelly, right? No one want to stay around with you, right? And what happened? Tina, ask him if they have so much anger, if they have hot temper in their mind, can people stay around with them? Ask him. If you have a lot of anger and you have a lot of like bad habits, do people want to be around you? And ask him, Tina. Ask them what happened if they have too much jealousy. Can people stay around them if they have so much jealousy? Do you want to answer that? You have too much jealousy. People want to stay around you. Why not? What happened if they stress out so much? Ask them what happened then. If you stress out too much, then you'll be like way too into your thoughts to look around yourself and what's going on around you. So ask him who stress out so much. Ask him what should they do when they stress out so much. Their parents so far. Ask him. Anyone stress out? You look stressed out. No stress. You're happy. Good life. Okay, anyway, so thank you, Tina. So one more time, Tina, can you remind them when we do the bathing the Buddha ceremony, what should we do then? Tell them, what should we do? What should we think about when we do the Buddha, bathing the Buddha ceremony? What should we do? What should we think about? At the end of the ceremony, everybody will line up in order to grab the ladle and bathe the Buddha. And when you're doing this, what you're supposed to think about is like any bad thoughts that you've had over the year and any thoughts that you have like now. And then as you bathe the Buddha to kind of not get rid of those thoughts, but just to like process them in a healthy way and turn them into like a more positive, healthy view instead of like keeping it inside and like really bad. Dạ thưa quý vị ha, thì đó là cái ý nghĩa mà chúng ta hôm nay làm lễ Phật đản. Tina, stay there. I need to you. Just stay there. Just stay there, Tina. Wait for me. Thì bên cạnh đó ha, kế tiếp là chúng ta sẽ làm lễ tắm Phật ha. Như nãy giờ tôi có hỏi vị, hỏi các em ha, thì chắc chắn mỗi ngày chúng ta phải tắm rửa cái thân mình phải không? Nhưng mà mình quên đi tắm rửa cái tâm của mình. Vì nếu tâm mình tham nhiều quá, chắc chắn mình không có thể nào làm việc với người khác. Mà người khác gần mình, gần người mà mình nói là họ nói là người tham á, hoặc người sân nhiều á, hoặc người ganh ghét nhiều, chắc chắn họ không dám gần mình. Tuy rằng là không có nghĩa là mình, nếu mình không có gội rửa cái tâm như vậy đó, không ai dám gần mình hết. Cho nên tại sao đó hôm nay đó ha, mình về chùa ha, dự lễ Phật đản cũng như là mình dự lễ tắm Phật, mà tắm gì, ai tắm, ai vị tắm ông Phật của mình, tắm tâm Phật của mình. Tâm Phật của mình có mình, tất cả chúng sanh mình có sẵn cái tâm Phật, có sẵn cái tâm thanh tịnh lành thiện, nhưng mà vì cái tâm tình vọng động đó, tâm tham tâm sân đó, nó che lấp cái tâm mình. So again today we come to the temple. Right, we do the bathing the Buddha to remind ourselves that we need to cleanse our mind, because everyone of us has a Buddha nature. But because of jealousy, of stress, anxiety, and so forth, those thoughts cover our mind. It's like the jewel falling down to the mud. Nhìn trong kinh cũng giống như kinh Pháp Hoa Phật dạy đó. Giống như là mỗi chúng ta có một cái hạt châu báu mà nó rớt xuống bùn á, xuống bùn sình, mình phải gội rửa bùn sình cái tâm của mình là chỗ đó đó ha. So like in the Lotus Sutra, the Buddha say that it's like we have a jewel, but somehow that jewel fall into the mud.
So we have to cleanse that chua. That chua represents a pure mind. Cho nên kế đến chúng ta sẽ đứng dậy làm lễ tắm Phật. Thì xin quý vị nhớ mỗi lần mà chúng ta chế cái nước lên trên vai Phật á, mình nhớ mình nhắc mình là mình phải gội rửa cái tâm của mình, gội rửa tâm tham, tâm sân, tâm ganh ghét đố kỵ của mình bằng cách mình niệm Phật, bằng cách mình trì chú, bằng cách mình hành thiền đó, đúng không? Thì nhờ đó đó tâm mình thanh thản an lạc hơn, nhờ đó mình có cái sự an lạc tự tại, cái hạnh phúc hiện tại hơn, chứ bằng không mình khổ hoài khổ mãi. So again, when we pour the water on the Buddha's shoulder, the children, can you remember? Okay. Tina, you need to remind them. When Tina, when remind them when they pour the water on the Buddha's shoulder, remind themselves that they that's just the symbolic way or expression that they need to remember to cleanse their mind, to cleanse their anger, to cleanse their jealousy, stress, and so forth, so that they can be better, so that they can be happy to follow the Buddha teaching by disciple Buddha name and so forth. Yeah, so Tina, can you tell them for me? They understand? Tina, ask them. Tina. Explain to them why. Water on the Buddha, go ahead. Any feelings of anger, stress, or bad feelings such as jealousy, what are other bad feelings that you feel? I don't know. Greed, hunger, anything bad. Cleanse it away and get rid of, rid yourself of those bad feelings. Okay. So ask him who want to be happy. Ask him Tina. Tell them to raise their hand. Who want to be happy? Who wants to be happy? Raise your hand. You guys want to be happy? Who want to be happy? Hand. Hey, yo, bring up me to come. Why your two hands? Why your two hands? You want to be happy? Yeah. Are you happy? Okay, so ask them. If they want to be happy, what should they do with their mind, Tina? If you want to be happy, yes, give rid of yourself of those like bad thoughts. To if you do have bad thoughts, try to look in the positive outlook of things, or try to, instead of pushing those feelings away, really examine it and think to yourself, like, why am I feeling this way? Think what can I do? Yeah, thôi như vậy vì ha. Và một lần nữa dịp lễ Phật đản ha, chúng tôi xin cầu chúc quý Phật tử tại chùa Phật tử cùng với gia quyến ha, một mùa Phật đản thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào, mọi sự đều như ý muốn, và xin cố gắng tinh tấn tu tập ha, cố gắng niệm Phật nhiều hơn, trì chú nhiều hơn, hành thiền nhiều hơn để chuyển tâm mình từ cái sự phiền não khổ đau thành sự an lạc hạnh phúc ha. So again, the best wish to you for every one of you. So please remember recite Buddha names, right? Recite the mantra, recite the sutra whenever you have stress. So Tina, can you tell them the reason why whenever they come to the temple they say Namo Ajit Phat? You know why, Tina? Explain to them. From what I've learned, when you say Namo Ajit Phat, it's paying homage to the teachers that I've like in writing the teachings that we follow. Okay, so whenever you come to the temple, you say Namo Ajit Phat. That means you purify your mind. You wish that Buddha will bless you. We wish that Buddha will take you to Buddha land. Okay. Yeah, xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã trở về chùa Phật Từ, tham dự đại lễ Phật đản hôm nay ha. Vì chúng tôi không có mặt ở bển, cũng có những điều chia sẻ với quý vị hôm nay. Cầu chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So now you be free to do the ceremony. Giờ đến phiên là lễ tắm Phật hay sao anh Tấn Toàn? Còn gì nữa? Có một cái bản đơn ca của một Phật tử dân cũng
điều chư Phật rồi sau đó là đến phần tâm Phật dạ cụ thể thì thôi chào quý vị ha rồi xin quý vị tiếp tục theo chương trình tiếp tục ha rồi sẽ làm lễ tấm Phật dưới sự hướng dẫn của quý thầy quý sư cô ha so children okay so you stay there and we continue our the function under the leadership of the monks nun and other people okay yeah nam mô sư thích ca mâu ni Phật rồi đặt được ha dạ xin chào quý vị kính đảnh lễ và tri ân thầy đã ban bố pháp hiệu cho chúng con với ân đức cao dày ấy tham Phật đệ tử chúng con vâng thọ lời giáo huấn của thầy với tinh tấn hành trì xứng đáng là người con Phật chúng con xin được kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni pháp thể khinh năng chúng sanh dị độ làm cây đại thọ cho hàng Phật tử chúng con nương tựa tu tập. Trước khi dứt lời xin lỗi quý vị tôi quên nữa. Tina, can you tell them the summer camp? Tina. Yes, remember, turn on, mở cái microphone. Yeah, tell them the date, the time, and ask them who can follow you. The best way to your monthly life this summer, we have a summer camp annually. It's been running for more than 10 years. So when I was your age and smaller, I went to summer camp. And it's way better now. We used to shower like in the woods, but now it's in the actual city, so it's better. But it's 1 week in June. It's the last week of June. We have kids your age. We have a lot of kids your age, which is like this room of kids are now times 10 or 8. So we have like some older kids my age and my brother's age, like they're in college, and we self-organize this camp, and then we have a lot of high schoolers and middle schoolers which take care of the smaller kids who are like Julia's age. So it's a lot of work, but it's really great because there are no parents at the camp, and we do a lot of like bonding. So we have campfires, we have dedicated days for like water day, and we do a fashion show where the girls put on makeup on boys and dress them up. Someone dressed up as Ice Spice last year. Don't ask about it. There's a lot of fun things. We also do like Buddhist stuff. So we talk about, you know, what's going on with our lives and the freedom of just like being among friends. And we talk about how what we've learned at temple and how that plays into like how we deal with things in our life now. And we also do side prayers every morning and every night before the campfire. Really fun. So Tina, can you tell them how long have you been at our summer camp? How many years already? Where's your brother? Where's Tony? Tony, come here. In 2011. So when I was like at least 8 years old. So I've grown with the temple, and this is like the new one that I had. We used to have a smaller one. Tony? Where Tony? Can you step out, Tony? I want to see you. Can you tell them how many years you've been there? And tell them what's in brief, what they're supposed to do, how much fun they have, and so forth. I've been going to camp for about 12, 13 years now. So that was really what 10, so about 10 years old. We do like small prayers just like we just did, just very, very toned down. All of them are in English, and then we do sometimes Chudavi, which is what you guys heard earlier, and we do that for a little bit. And then we just really focus on taking time to do meditation for a small period of the day. So we do meditation for a little bit, and then we just have activities throughout the rest of the day. And then you guys practice eating vegetarian for a whole week too as well. It's really fun, a lot of activities, lots of kids running around. We have badminton, soccer, basketball outside, and then we have a lot of activities inside, football. And then we just practice kind of like the Buddhist practice too as well. All right, so thank you. Hopefully you guys can go with Tony and Tina to our center, right? Liana, right? Leonard out there, right? Mm-hmm. You go with them? Oh, good.
Yeah, we proud of you. Thank you. Dạ thôi, xin chào quý vị ha, rồi xin mời Chúa Thần Thức tiếp tục chương trình dưới sự hướng dẫn của quý thầy, quý sư cô để chúng ta làm lễ tắm Phật vân vân ha. Mô Phật một lần nữa xin chào quý vị. Cầu chúc quý vị luôn được an lạc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tắt được rồi. Ok.